Xin chào cả nhà đã đến với buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai ngày hôm nay. Thì BB Thanh Mai hôm nay rất là vui được đón tiếp chị Hiệp. Chúng ta hãy cùng theo em. Dạ em chào bác sĩ, em chào chị Hiệp ạ. Dạ. Thì chị Hiệp ơi, hôm nay là mình được làm liệu trình đó là nano collagen bên em đúng không ạ? Đúng rồi. Thì hôm nay mình làm buổi thứ mấy rồi chị? Là buổi thứ ba đó em. Buổi thứ ba đúng không ạ? Thì sau lần thứ ba này á thì mình thấy là hiệu quả như thế nào chị ha? Nói chung á thì chị thấy cái da mình á nó cải thiện rất là nhiều. Dạ. Nó bóng lên, rồi nó căng bóng lên, rồi cái những cái lỗ chân lông nó se khít lại. Dạ. Nó căng bóng và nó kiểu nó mịn hơn. Dạ. Em thấy là hình như là da của mình sáng hơn cái lúc ban đầu mình chưa làm đúng không ạ? Đúng vậy luôn. Dạ. Cái tình trạng nám của mình cũng đỡ đi nhiều đúng không chị? Dạ. Hình như là nó bay hết những cái mảng nám nè. À. Nhìn rõ coi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thì bác sĩ ơi, thì bác có thể chia sẻ thêm cái phương pháp mà chị Hiệp đang làm được không ạ? Chào chị, dạ, chào Linh. Hôm nay là mình chia sẻ với chúng em là xin phép là được phỏng vấn chị xíu ha. Dạ. Chỉ bớt chút thời gian trong cái quá trình điều trị của mình. À, hiện tại là chị đang sử dụng cái Super Nano Collagen bên mình đó. Dạ. À, hôm nay là buổi thứ 3. Đúng. Nhưng rồi. Mà mới buổi thứ 3 thôi mà mình thấy là nó sự cải thiện rất là nhiều đúng không chị? Đúng lúc đầu chị tới bóng thì rồi. Đúng rồi, lúc đầu chị tới thì da thiếu ẩm này. Đúng. Thứ hai là nếp nhăn li ti. Nó khô. Đúng rồi, nó cái, khô. Cái chân lông nó to lắm. Ờ đúng rồi, lông chân lông rất là to. Thêm tiếp theo là cái sạm nám nhiều toàn mặt luôn. Và cái đường viền hàm là còn có nám nữa cơ. Nám mảng, nám chân sâu rất là nhiều. Chị đến với mong muốn được cải thiện những cái tình trạng đó thì bọn em đã đưa cho chị cái liệu trình Super Nano Collagen. Super Nano Collagen thì nó còn làm tăng sinh các collagen cho mình nữa, tăng sinh các gốc tự do cho mình nữa. Cho nên là nó làm da chị nó mướt mát hơn, trông căng bóng hơn. Hiện tại là cải thiện da khá rất là nhiều. Trông chị tươi tỉnh hơn nhiều đúng không em? Đúng rồi, da mình có sức sống hơn. Đúng rồi. Vì chị tươi tỉnh quá trời luôn. Khỏe hơn. Nó kiểu mà nó khỏe mà nó hồng hào lên. Đúng rồi. Cái sắc tố da nó rất là đẹp. Ồ, đó. Dạ, thì em cảm ơn chia sẻ của bác sĩ cũng như là chia sẻ của chị Hiệp. Thì em xin mời bác cũng như là chị là tiếp tục làm liệu trình ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Em mời chị ạ. Sau 3 buổi cả nhà đã thấy sự khác biệt rất là lớn đúng không ạ? Cả nhà mình muốn có một làn da căng bóng, khỏe, trắng sáng giống như chị Hiệp thì hãy liên hệ vào số điện thoại 1800 6617 hoặc nhắn tin cho Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai để được tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream của ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà lại buổi livestream tiếp theo nhé. Cảm ơn.